Tí bà cháu nhá. Chả biết mua chung nào chả nhớ. Tí bà chuyển nhượng cho cháu. Có một cái nói là cho đất bà thì đến cái gì mà đâu. Đây rồi. Bà ơi. Đúng rồi, bây giờ cái nón nhá. Chị Nhung chị lên xây nhà cho bà rồi. Tí nữa bà cho chị cái nón để chị đội đi đường này. Tí nữa bà cho bọn cháu cái nón để đội đi. Có cho không? Có cho không? Có cho cái nón không? Có cho nón. Chị cháu thấy lên nhà bà cháu nắng này. Nhìn nè, đội một nón đẹp trai hẳn đấy nhá. Đội cái nón cái đẹp trai hẳn. Riêng hẳn đó. Riêng hẳn đúng không? Ừ, riêng hẳn. Đấy. Này cái gì cầm cái này cho biết chị của anh nhá. Từ từ để chị xem nào. Đây. Đấy. 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 Mẹ con em đã lên xây nhà cho bà đấy nhá. 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là số tiền này là đi chơi du lịch thoải mái và tèn 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 đấy. Nhưng mà hai mẹ con em là quyết định là không đi du lịch và để tiền này đi xây nhà giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn nha các chị. Nên là nhiều cái trường hợp ấy, nhiều cái trường hợp thì đừng vào cào bàn phím là giàu thế sau dạo này không đi từ thiện nữa. Xây ngôi nhà này ngôi nhà thứ 14 rồi. Thế có những người mà anh chị đã ăn chơi trác tán, ăn cua hoàng đế hoặc là đi vui trường thì các chị cũng em xin các chị bớt một ly một like đi giúp người nghèo giúp em ấy nhá. Đấy. Đây, hai mẹ con là hai mẹ quên một con chứ chết mẹ. Hai mẹ con em. Hai mẹ con em nha. Hôm nay là xây nhà cho chị. Nha. Thì mấy mẹ con em nữa. Đó, để xây nhà cho chị để có ngôi nhà trú mưa trú nắng. Đó. Nên bây giờ là đi làm cắt cỏ là mệt cả phải nghỉ, đừng cố. Vì thứ nhất con nó không bình thường rồi. Thứ hai nó phải giữ sức khỏe nha. Sao nó lại vào đó rồi chị ơi. Không bấm chụp xong nó lại chạy đi đâu ấy. Chụp ảnh à? Có ai thử nó đẹp đây. Đẹp trai á. Em bấm vào đấy nhưng sao nó vẫn chạy đi nhỉ? Không, em bấm một cái thôi. Bấm một cái thì phải bấm liền tặng tặng cả nhà nhá. Đó, ai giả con. Đây 20 triệu mẹ. Ừ. Đây 30 triệu, 50 triệu. 50 triệu, đấy. Xin chào cả nhà nhá. Hiện tại thì Hoàn đang có mặt ở Phú Thọ. Và ngày hôm nay thì mình đi cùng với mẹ Nhung để đến nhà cô Thắng. Cô Thắng thì phải nói là có một cái hoàn cảnh rất là đáng thương và rất là khó khăn. Khó khăn phải nhất là tình nhất huyết đến nhập đó. Và tại vì sao mà mình lại khi mà mình được mẹ Nhung bảo là mẹ có một cái cô có hoàn cảnh rất đáng thương ở trên đó mà muốn tài trợ cho cô xây ngôi nhà, mọi người mua nhà của cô này. Và có nghĩa là ngày mưa ấy thì không dám đứng trong nhà và vừa nãy mình đứng trong nhà mình cũng run luôn, không biết lúc nào nó đổ cả nhà đấy. Thế là hôm nay thì lên trực tiếp ở đây bởi vì là Phú Thọ chính là nơi mà quê hương của mẹ mình sinh ra. Nên là mình rất là mong muốn là làm được điều gì tốt cho quê hương của mình. Năm vừa rồi thì mình cũng làm cái chương trình thiện nguyện ở quê hương bên quê nội. Chụp về quay em. Năm nay là lên đây là làm chương trình ở quê ngoại. Chị ấy. Chụp nhiều chưa? Nhiều rồi. Biết không? Nóng. Cô thực sự ngày cô cũng ở một ngôi nhà chị bé có lấy gì nào? Mừng. Chúc cho cô là làm sao mà cứ giữ sức khỏe, làm được một cái sức khỏe. Đến đây tôi mượn nào với tôi. Mừng không? Vui không? Có vui có mừng à? Yến ơi chụp bằng chơi gì đi? Sáng. Rõ. Chụp cả Hoàn kìa. Chị Yến ơi, chị ôm cái điều đưa em thấy chị cũng giống nhiệt lắm rồi đấy. Thì ơi, mình nhìn máy này một cái ạ. 1, 2, 3 này. 1, 2, 3 này. Rồi ạ. Đây, thế bây giờ là tiền này là cầm cứ cầm tạm thôi. Cầm tạm nhá, xong rồi gửi. Chứ bây giờ bà có 3 triệu bà đi cắt cỏ bà để đâu rồi, nó tóp tẹ mất của bà rồi thì còn cái gì? Đố mẹ thi nhau mai phục ấy. Đối với mai phục thì con mà kẻ ra cổ bà chết. Phát trực tiếp rồi đấy. Con bảo để đâu dương để ngủ gối vào chứ. Có một người đàn ông nhá. Các hội nhóm rồi đấy. Có một người đàn ông mà đến đây này.